Rồi, các bạn, rồi các bạn rồi. À, như các bạn vừa nghe Hùng giới thiệu, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau, chia sẻ với nhau cái chủ đề là ta tìm kiếm các chủ đề liên quan tới cầu nguyện và trong Kinh Thánh. Cho nên trước tiên thì tôi phải giới thiệu một chút xíu về Thánh Kinh. Mặc dù là hầu như tất cả chúng ta là người Công giáo thì chúng ta đã biết Thánh Kinh và đã được chạm tới Thánh Kinh rồi. Thế thì hôm nay ai mang Thánh Kinh giờ Thánh Kinh lên được rồi. À, chưa được 100%, ha, nhưng mà ai có thì chúng ta sẽ tìm sau nhé. Thế thì trước tiên nói về Thánh Kinh ấy, chúng ta có thể nói có định nghĩa rất là đơn giản và dễ nhớ, dễ hiểu. Tức là Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa trong ngôn ngữ của con người. À, tôi lặp lại, Thánh Kinh chính là lời của Thiên Chúa trong ngôn ngữ của con người. Thế thì chúng ta thấy tác giả chính là Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa dùng con người để nói cái ngôn ngữ của con người thì chúng ta mới có thể đón nhận được. Và thấy các bạn thấy là chúng ta có tin mừng Matthew, tức là Thánh Matthew viết, Thánh Marco, Thánh Luca, Thánh Gioan. Mỗi một vị viết thì nó có cái nét riêng của mình. Cho nên chúng ta thấy là Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa nói với con người qua ngôn ngữ của con người. Và như vậy thì Thiên Chúa dùng một cái ơn mà chúng ta gọi là ơn linh hứng. Thì nói cái hứng này các bạn thấy dễ hiểu ha? Các bạn như là các bạn muốn sáng tác một bài nhạc hoặc là muốn vẽ một cái bức tranh thì các bạn phải có cái hứng. Nhiều khi các bạn bảo chứ hôm nay tao không hứng, tao không hứng, tao không làm, tao ngồi gì đó chỗ đó ha? Thì khi nào mình phải có cái hứng thì mình mới làm. Vậy thì linh hứng tức là cái ơn của Thiên Chúa hướng dẫn và khơi gợi lên để cho tác giả viết lên cái điều mà Thiên Chúa muốn nói với con người. Và cái điều mà Thiên Chúa muốn nói với con người là cái gì? Đó là các chân lý, các sự thật liên quan tới phần lỗi của chúng ta, liên quan tới ơn cứu độ. Cho nên chúng ta không tìm ở trong Thánh Kinh những cái kiến thức về khoa học, về lịch sử, về địa dư hay là về cổ tích, như vậy chúng ta không tìm cái điều đó. Và chúng ta tìm chính cái sự thật mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, muốn gửi đến cho từng người chúng ta. Và như vậy thì liên quan tới cái ơn linh hứng nó có một cái từ nữa, một cái từ đó gọi là mặc khải. Mặc khải tức là nói đơn giản là theo cái kiểu giải thích của Gia Thuấn, có nhiều lối giải thích cái mặc khải. Có người thì viết là mặc không có chữ dấu á, gọi là mặc khải. Có một truyền thống, một trào lưu thì viết là mặc, tức là có dấu á. Nhưng mà theo Trang những Thế Thuấn là linh mục dòng cứu thế và ngài đã dịch toàn bộ Thánh Kinh từ trước cũng như chân nước. Ngài giải thích màn tức là một bức màn, mặc tức là cái bức màn, khải là vén ở ra. Thế thì chúng ta thấy đơn giản là khi chúng ta đi xem kịch chẳng hạn thì có cái bức màn che trước mặt chúng ta, và khi nào mà người ta kéo cái bức màn thì bắt đầu cái vở kịch nó mới diễn tiếp, thì chúng ta mới thấy được, theo dõi được cái vở kịch. Vậy thì Thiên Chúa mặc khải cho con người có nghĩa là Thiên Chúa nói với con người những cái điều thuộc về Thiên Chúa. Và nhiều khi chúng ta không thể nào biết được nếu Thiên Chúa không tỏ lộ ra. Bởi vì ngay con người của chúng ta, nhiều khi chúng ta không hiểu biết về hết, về mình tất cả. Nên có nhiều khi mình cũng không hiểu, tôi cũng chả hiểu tôi nữa. Không hiểu sao ngày hôm nay tôi lại phản ứng như vậy. Rồi ngày mai có một cái sự cố nó xảy đến tôi lại phản ứng khác. Nên chính mình không hiểu được mình. Làm sao mình hiểu được Thiên Chúa? Nên cần phải Thiên Chúa nói với con người, nói ra cho con người. Thế thì chúng ta không có thời giờ để nói nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ làm quen với bộ Tân Ước thôi. Khi chúng ta cầm lấy một cuốn sách thì trước tiên là cái sự khôn ngoan là chúng ta xem là mục lục trong đó gồm có những phần nào. Bây giờ các bạn mở mục lục đi, các bạn mở mục lục ha, để chúng ta thấy là trong cái cuốn Tân Ước của chúng ta có những phần nào và làm sao để chúng ta nhớ được tất cả cái thứ tự của các cái cuốn sách ở trong cái bộ Thánh Kinh Tân Ước. Thế thì các bạn thấy là bốn tin mừng thì dễ rồi, các bạn có thể kể chung với tôi nào. Tin mừng thứ nhất là Matthew, thứ hai là Marco, thứ ba là Luca và thứ tư là Gioan. Thế thì ba tin mừng đầu đó người ta gọi chung là tin mừng nhất lãm. Tức là lãm là cái gì? Thì các bạn tới phòng triển lãm thì các bạn tới đó để xem những cái gì người ta trưng bày cho các bạn, để các bạn tới các bạn nhìn.
các bạn xem cho đây. Tin mừng nhất lắm tức là ba tác giả đó, Matthew, Marco và Luca có chung một cái gì? Với các bạn có thời giờ rảnh, các bạn về các bạn kéo ra cái cột như thế này, rồi các bạn đọc tin mừng Matthew, các bạn sẽ tìm thấy ở trong Marco cũng có cái đoạn tương ứng như vậy. Đó thành thử đang gọi là nhất lắm chung một cái gì? Còn do An cũng viết sau, ông viết sau cho nên ông có một cái đoạn này riêng biệt của ông ấy mà không có ở trong ba tác giả kia. Thế thì sau bốn tác giả tin mừng thì tới sách gì các bạn? Công vụ hay là gọi đầy đủ là công vụ các công đồ. Năm cuốn đó thì dễ nhớ rồi, nhưng mà những cái cuốn tiếp sau đó mới là vấn đề. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể nhớ? À, các bạn ghi theo cái kiểu như thế này, một cái bánh rất là nhỏ, các bạn ghi, tôi đọc sao các bạn ghi như vậy nha. Rô-tô-tô, viết như tiếng Việt vậy nha. Rô-tô-tô, cứ viết đi rồi tôi giải thích tại sao lại viết như vậy. Rô-tô-tô, rồi xuống hàng Ga-ê-ti. Được chưa? Ga-ê-ti, viết tắt ra từng chữ. Rô-tô-tô, Ga-ê-ti. Tô-tê-tê, Tô-tê-tê. Rồi tới Ti-ti-ti. Rồi phi do ra, phi do hoặc là phi hi, là vì cái chữ do thái hoặc là hít phi, cho nên các bạn cứ phi do các bạn mở ngoặc chữ hi, phi do ra hoặc là phi hi ra, được chưa? Vẫn tiếp như tiếng Việt rồi, không có gì khó, được chưa nào? Phi do ra, tức là cái phần đó là cái phần khó nhớ, cho nên tôi đọc lại này: rô tô tô ga e phi tô tê tê phi 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 do ra. Sau đó thì sẽ có hai thư Phêrô, ba thư Gioan, thư Giuđa và cuối cùng là sách Cả Hiền. Những phần đó thì chúng ta lại nhớ được lòng mà không có gì có. Thế thì bây giờ các bạn có thấy Phêrô là cái gì? Đó là thư Roma. Cô thứ nhất là một Côrintô, cô thứ hai là hai Côrintô, phải không? Rồi tới cái gì? Ga tức là Galat hay là Galata, E là Epheso và Phi là Rô-tô-tô, Ga-ê-ti, rồi tới Cô-tê-tê, tức là Cô-lô-xê, một Thessalonica, hai Thessalonica, thấy chưa? Tức là các bạn thuộc cái bài vè nhỏ đó là các bạn sẽ nhớ được thứ tự của các cuốn sách ở trong Tân Ước. Tại sao chúng ta cần nhớ như vậy? Giống như khi các bạn học sinh ngữ, các bạn phải học cái alphabet, tức là A, B, C, D, D cho tới Z, và viết theo thứ tự như vậy. Bây giờ các bạn gặp một cái từ mới, thì các bạn biết nó nằm ở cái phần nào. Thì bây giờ có một từ mới, các bạn mở từ điển trang, lật từ trang này qua trang khác, tới khi nào các bạn tìm thấy cái từ đó. Đó, cho nên bây giờ, chẳng hạn như chúng ta muốn mở sách Tân Ước nhanh, chúng ta phải biết là cái cuốn đó nó nằm ở vị trí nào. Hay cứ nói tới thư Roma của chúng ta, trong đầu chúng ta hình dung ra ngay là nó nằm sau sách Công Vụ. Thì mình phải mở nhiều đi, cho tới khi nào thấy cái chữ Roma mình có bắt đầu dừng lại. Đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ không chú ý tới trang sách, mà chúng ta chú ý tới mỗi một cuốn sách. Chẳng hạn như Matthew sẽ chia ra nhiều đoạn và nhiều câu. Bây giờ thực tập ngay, các bạn mở cho tôi trang số 100. Không cần viết sách lớn sách nhỏ nhé, các bạn mở trang số 100. Thế thì có lẽ đa số các bạn dùng cái khổ nhỏ như thế này, thì ở trang 100 các bạn sẽ thấy là ở trang 100 ghi là Matthew 23,32, đúng không? Rồi, ở trang 101 sẽ ghi là Matthew 24,11. Thì Matthew tức là tin mừng Matthew, dễ rồi. Cái số đầu là 23 là số đoạn, và cái số sau là số câu. Như vậy thì ở trang 100 và 101 nó chỉ giới hạn cho chúng ta câu 32 của đoạn 23 cho tới câu 11 của đoạn 24. Nếu bạn muốn tìm câu 12, automatic bạn phải lật qua trang, phải không? Những bạn nào sách của các bạn nào mà không thấy giống như vậy không? Có. Thế thì đơn giản chẳng hạn như cho một cuốn của các bạn, một cuốn khác của các bạn mà thấy nó khác như vậy, cái này khổ lớn, thì các bạn sẽ thấy trang 100 người ta ghi là Matthew 12,39, tức là giới hạn từ câu 39 của đoạn 12 cho tới câu 8 của đoạn 13, thế thôi, không có gì khó hết.
nha, đó là nguyên tắc, các bạn nắm được chưa? Rất đơn giản, rất nhanh, phải không? Tức là số đoạn và số câu mà tin mừng. Thế thì bây giờ nếu như chúng ta muốn mở một đoạn tin mừng, chẳng hạn tôi nói là tin mừng Gioan đoạn 10 câu 10, thì các bạn từ Matthew các bạn phải nhận trong đầu là Matthew rồi tới Marco tới Luca rồi mới tới Gioan. Bây giờ các bạn lật nhanh nào, ai tìm được Gioan đoạn 10 câu 10 trước đọc lên sao? Dạ, đã có người đọc rồi, đọc lớn cho các bạn nghe này. Thưa cha, là kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Rồi, các bạn khác tìm thấy chưa? Có ai người ta đọc xong rồi mà chưa tìm thấy không? Có lẽ có, không sao, không quan trọng. Rồi tí nữa trong cái giờ gọi là chia sẻ nhóm, các bạn sẽ được thực tập với nhau. Bây giờ tôi chỉ đưa nguyên tắc ra, nguyên tắc để các bạn nắm nha. Thế thì bởi vì cái phần kế tiếp chúng ta phải tìm mà, chúng ta tìm tới đến chúng ta phải biết cách tìm đã. Chúng ta vào kho tàng mà chúng ta không có chìa khóa, không biết tìm thì làm sao chúng ta tìm ra được nha. Cho nên đó là cái phần gọi là nhập, dẫn nhập để đi vào, nếu các bạn làm quen cái thông tin. Giờ các bạn thử lặp lại với tôi nào: rô cô tô ga e chi tô tê tê ti 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 do ga hai Phêrô, ba tư Gioan, Giuđa và Cải Huyền. Nói cho chưa? 5 phút là nhớ, không có gì hết. Nếu có thời giờ tôi có thể chỉ cho các bạn cái máy mà các bạn nhớ được hết cả bộ thánh kinh, cả tự ước lẫn tên ước nha. Mà sợ không có giờ, mà có giờ có giờ thì sẽ nói nếu còn giờ nha. Rồi thật là chúng ta chỉ làm quen cái tên ước thôi nha. Rồi thế thì chúng ta nắm được cái phương pháp mở thánh kinh rồi, bây giờ chúng ta mới nói tới thành là một số các câu thánh kinh mà nó liên quan tới lời Chúa. Trước khi nói, chúng ta đang xoáy về vấn đề cầu nguyện, nhưng mà trước khi chúng ta hiểu cái giá trị của lời Chúa đã, thì khi đó chúng ta mới quý mến lời Chúa và chúng ta dựa trên lời Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện. Cho nên là các bạn, trước tiên các bạn mở mắt theo đoạn 4 câu 4, vừa mở vừa ghi nhé, ghi lại mắt theo đoạn 4 câu 4. Được chưa? Câu 4 nói gì? Và mời một cuộc đạn đọc lên nhau, đọc lớn lên coi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Rồi, cái điều chúng ta cần nhớ và ngay hôm nay chúng ta bắt nhận được cái điều Chúa Giêsu nói là người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Như vậy thì chúng ta thấy là mình phải quý trọng lời Chúa, bởi vì mình được sống, mình trong cái đời sống thể lý đó thì chúng ta ăn, chúng ta uống, nhưng bây giờ cái đời sống thiêng liêng thì chúng ta phải dựa trên lời Chúa. Cho nên các bạn, những cái câu mà tôi chứng dẫn không có thời giờ để chứng dẫn nhiều, nhưng mà các bạn thuộc lòng cái câu đó, chẳng hạn như nói tới Matthew đoạn 4 câu 4 thì có thể nói người ta sống không bởi, không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và thi với nhau chia ra nhóm đó và bắt đầu tập học. Và cách nào người này nói Matthew đoạn 4 câu 4, người kia có thể đọc được cái câu đó nha. Sau hết cái khóa học này, hy vọng là các bạn sẽ có thể chơi gọi là đố thánh kinh với nhau. Chỉ cần một người nói một câu thôi, mà chỉ giới hạn trong những câu mà tôi giới thiệu với các bạn thôi, chứ cả bộ thánh kinh thì nhiều lắm nha. Rồi, cái câu thứ hai mà chúng ta cần mở đó là 2 Phêrô đoạn 1 câu 21. Mẹ mở một lục xem 2 Phêrô nó nằm ở đâu đó, cho nên đó là nó lâu lắm nha. Nên phải nhớ cái thứ tự thì nó sẽ ra. Ai mở được coi nào? Rồi, mời chị đọc cái câu đó lên. Đó vậy, lời ngu xứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy, mà có những người đã nói theo lời của Thiên Chúa. Đó, các bạn thấy là quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ do ý muốn người phàm. Chúng ta phải nắm vững là tất cả những lời thánh kinh mà chúng ta đọc đó là không bao giờ do ý muốn người phàm, ý chỉ nhờ Thánh Thần thúc đẩy. Tức là cái ơn linh ứng hồi nãy tôi nói đó. Nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Và thế không phải là muốn nói cái gì thì nói. Cũng giống như là các cha bây giờ lên tòa giảng, không phải là muốn nói cái gì thì nói, mà phải giải thích lời Chúa. Chứ phải lên đó rồi khoe mẽ, khoe
cả ăn văn chương thi thứ tứ của mình vân vân. Cho nên mình xác tín được rằng tất cả những lời thánh kinh là do thánh thần minh hứng, là con người không có quyền nói đây nha. Thêm một lần nữa là các bạn nha, các bạn nhớ ghi là 2 Tê-rô đoạn 1 câu 21. Thêm một câu nữa là 2 Ti-mô-tê đoạn 3 câu 15 tới câu 17. 2 Ti-mô-tê nó nằm ở đoạn 3 cái thơ Ti-mô-tê đó. Ti-mô-tê tức là 2 Ti-mô-tê đoạn 3 câu 15 tới câu 17. Bây giờ tôi chậm một tí để tôi chờ hết tất cả các bạn mở ra được và chúng ta cùng đọc nha. 2 Ti-mô-tê đoạn 3. Rồi, rồi các bạn cùng đọc nhỉ. Và từ Ti-mô-tê từ thời thơ ấu, thánh Phao-lô nói với Ti-mô-tê là ngay từ lúc bé anh đã biết sách thánh. Chúng ta cũng thế, ngay từ bé đi lễ, bây giờ học giáo lý rước lễ vỡ lòng sinh tội, mình đã bắt đầu làm quen với thánh kinh rồi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quên nha, chúng ta học đó xong chúng ta về chúng ta để cái cuốn thánh kinh của chúng ta lên trên cái tủ á, rồi chả bao giờ đụng tới. Nhưng mà làm sao qua cái khóa này chúng ta thân quen cái thánh kinh, và chúng ta muốn mở đoạn nào chúng ta có thể mở được, cái đó là cái điều quan trọng. Bởi vì làm sao sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan kể về ơn cứu độ, cái đó là điều tất cả chúng ta tôi cũng như các bạn, mình tin Chúa để được cứu độ, mình đón nhận ơn cứu độ từ Chúa, cho nên sách thánh sẽ cung ứng cho mình những cái điều để mình được ơn cứu độ nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu, và tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng nha. Và có ích, cái này quan trọng, có ích cho việc giảng dạy. Chúng ta muốn sau này các bạn sẽ trở thành giáo viên, các bạn muốn chia sẻ cái lòng tin cho các em, các bạn phải trích những cái câu thánh kinh và ghi sâu những câu thánh kinh đó vào trong tâm hồn của các bạn, và các bạn sống với điều đó, rồi các bạn mới truyền đạt lại, chia sẻ cái cảm nghiệm cho các em, chứ không phải là bắt nó học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì rồi lớn lên nó quên hết. Nhưng mà nếu mà nó có một cái gì đó đánh động nó và dựa trên lời của Chúa, có ích cho việc giảng dạy. Biện pháp, nếu các bạn cần tranh luận, tức là biện pháp về những cái chân lý đức tin, các bạn dựa trên thánh kinh. Biện pháp sửa dạy, bây giờ các bạn muốn khuyên ai đó, các bạn không cần nói nhiều, bởi vì nói nhiều chưa chắc người ta đã nghe. Các bạn có thể tới thăm rồi tặng người ta một câu thánh kinh, và cái câu thánh kinh đó Chúa sẽ tác động nơi lòng người ta, biến đổi người ta, sửa dạy, rồi giáo dục để trở nên công chính. Và nhờ vậy người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc này. Thấy chưa? Đó là cái hành trang đức tin của chúng ta. Ta sống đức tin dựa trên lời của Chúa, chứ không phải là dựa trên những suy nghĩ của mình. Cho nên những cái tính toán, những cái dự tính trong cuộc sống của mình, những cái hành vi, những cái ứng xử của mình đều dựa trên lời Chúa, những giá trị ta thấy hiện như vậy. Rồi thêm một câu nữa để chúng ta thấy cái giá trị của lời Chúa, đó là thư Hít Ni, tức là thư Do Thái đoạn 4 câu 12. Phi Do Ta, tức là trước thư Gia Cô Bê, sau Phi Lê Mông. Hít Ri hay là Do Thái đoạn 4 câu 12. Rồi các bạn có tất cả chưa? Đoạn 4 câu 12 nha. Chúng ta từ từ rồi sẽ quen nha. Tôi luôn luôn nhắc đó, cái lời nhắc để các bạn biết nó mới nằm ở vị trí nào. Rồi mời các bạn cùng đọc nhé. Lời Thiên Chúa.
mới có 70% các bạn tìm thấy cái câu đó. Bây giờ 30% khác, bây giờ có lẽ tìm thấy rồi, đọc lại một lần nữa nào. Nào mời các bạn. Lời Thiên Chúa. Thấy chưa? Bây giờ nó là 100%. À, các bạn thấy tôi lặp lại là lời Thiên Chúa là lời sống động. Sống động tức là ngày hôm nay các bạn đọc, các bạn đón nhận được một sứ điệp. Một tuần lễ sau các bạn đọc lại một đoạn lời Chúa, các bạn sẽ đón nhận một cái sứ điệp khác. À, tức là luôn luôn sống động, chứ không phải là tiếng chết. Lời Chúa hay là tin mừng không phải là thông tin. Bởi vì nếu như mà cái kinh nghiệm các bạn thấy ở trong cuộc sống mình đó, nếu mà thông tin thì chán chết, bởi vì chúng ta đã nghe rồi, chúng ta không muốn nghe lại. Nghe chẳng bạn bây giờ một người tới nói bạn này này, cậu biết cái chuyện này chưa, cứ kể cho cậu nghe, bắt đầu nó kể hai ba câu, tao biết thừa chuyện này rồi nghe. Hay là cái kêu người ta còn khổ lắm, biết rồi, nói quả nói đáng. Nhưng mà lời Chúa là tin mừng đem đến cho chúng ta cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái bình an. Cho nên bất cứ lúc nào lời Chúa luôn luôn sống động. Mà lời Chúa không phải là chữ chết, không phải là cái một câu chuyện của quá khứ viết xong rồi mình đọc lại. Nếu mà mình đọc một câu chuyện mình đã đọc rồi, nếu mà hay lắm bây giờ mình đọc được thêm lần nữa, chứ không ai đủ can đảm đọc ba lần một câu chuyện hết á. Cái lời Chúa là lời sống động và hữu hiệu. Hữu hiệu tức là đem lại cho chúng ta cái kết quả trong cuộc sống. Nên khi mình đọc lời Chúa, từ từ các bạn sẽ cảm nhận, từ cái lúc mà mình còn lúng túng, mình chưa biết mở, tới lúc mà mình làm quen với cái Thánh Kinh, một thời gian sau các bạn sẽ thấy lời Chúa tác động trong tâm hồn của các bạn và trong tâm hồn của những người khác. Nếu như các bạn gửi cho họ hoặc nói với họ một lời của Chúa, các bạn sẽ thấy tác động khác, nghe thấy hiệu quả khác. Từ từ các bạn sẽ kinh nghiệm điều đó trong cuộc sống của mình. Và sắc kén hơn cả hơn hai lưỡi, rồi xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Lời Chúa sẽ thấm nhận và xuyên thấu vào trong trong cái tâm can, trong nói tủy của con người mình đó. Và người khác cũng thế. Nếu mình đưa giới thiệu lời Chúa với người khác, mình cùng đọc lời Chúa với nhau, cùng chia sẻ lời Chúa với nhau nha. Hơn một vài lời liên quan đến còn nhiều lắm các bạn nha. Một cái lời khác mà nó không nằm ở trong, không nằm ở trong Tân Ước, nhưng mà có lẽ các bạn rất quen cái câu đó, tức là trong Thánh Vị nha. Thánh Vị nhà có lời như thế này: lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Hay các bạn ghi cái lời cái câu đó mà, tại vì nó không nằm ở trong Tân Ước. Một cái lời rất là thân quen: lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Nó nằm ở trong Thánh Vị 119 câu 105. Nên là các bạn có câu ước, các bạn sẽ mở ra, các bạn sẽ tìm thấy. Các bạn thấy là trong sinh hoạt tôn giáo chúng ta dùng Thánh Vị rất nhiều, các đáp ca, các Thánh Vị đáp ca. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Đó. Thế thì đó là tất cả những phần, nó vẫn là dẫn nhập để rồi đi tới phần chính là chúng ta nói tới một số câu Thánh Kinh liên quan tới việc cầu nguyện. Nha, cái chủ đề là tôi nói là một số câu Thánh Kinh liên quan tới việc cầu nguyện. Thì A lớn là cầu nguyện nói chung. Nha, cầu nguyện nói chung về vấn đề cầu nguyện. Thì cái này không có thời giờ nhiều, các bạn ghi nhận rồi các bạn sẽ tìm sau nha. Bây giờ các bạn sẽ ghi theo những cái này theo cái là thứ số 1 là lời Chúa Giêsu về sự cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu về sự cầu nguyện. Để các bạn ghi một vài trích dẫn này, và chúng ta sẽ mở một vài trích dẫn thôi, không đọc hết, không bao giờ được đọc hết. Matthew đoạn 7 câu 7. Câu 11, tức là vẫn là đoạn 7, câu 7 và câu 11. Được chưa? Matthew 18 câu 19 tới câu 20. Gioan đoạn 14 câu 14. Gioan đoạn 15 câu 5 câu 7. Lưu ý các bạn, khi tôi nói
câu 5 tới câu 7 thì các bạn viết số 5 rồi các bạn gạch ngang cái thứ số 7 thì cái đó câu 5 rồi câu 7 tức là câu 5 thì chấm ra một cái câu 7 thì hai câu đó không đọc câu 6 nghe không? Rồi số 2 là đức tin là yếu tố của sự cầu nguyện. Đức tin là yếu tố của sự cầu nguyện. Các bạn ghi Matthew đoạn 9 câu 22 câu 29, Matthew 15 câu 28, Matthew 17 câu 20 và Matthew 21 câu 22. Và số 3, vài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Matthew 11 câu 25. Matthew 26 câu 42. Gioan 12 câu 28. Gioan 17 câu 1. Và số 4, vài lời khuyến nghị của Chúa Giêsu về vấn đề cầu nguyện. Matthew đoạn 6 câu 9 tới câu 13. Rồi các bạn ghi song song, tức là song song với cái đoạn đó có ở trong Luca, Luca đoạn 11 câu 2 tới câu 4. Rồi Luca đoạn 18 câu 13. Và điểm số 5, các câu trích trong các thơ, là thư của Phaolô đó, liên quan tới cầu nguyện. Các câu trích trong các thơ, trước tiên là 1 Thessalonica đoạn 5 câu 17. 1 Thessalonica đoạn 5 câu 17. Roma đoạn 12 câu 12. Colosse đoạn 4 câu 2. Một Gioan đoạn 5 câu 14. Một Gioan đoạn 3 câu 22. Philip đoạn 4 câu 6 tới câu 7. Rồi bây giờ mở một vài đoạn thôi chứ không mở hết, chẳng hạn liên quan tới từng đề mục các bạn sẽ thấy có rất nhiều câu thánh kinh mà chúng ta mở một vài câu thôi, chẳng hạn bây giờ Matthew đoạn 7 câu 7 nào. Bắt kia là đọc nha. Anh em rồi các bạn chỉ thần thuộc một câu đó thôi thì các bạn thấy khi nó đọc cái điều đó thì tự nhiên khơi lên trong lòng các bạn cái ước khao cầu nguyện, bởi vì Chúa bảo là cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ gặp và cứ gõ thì sẽ mở cho. Cái chữ cứ hay vô cùng, người Việt Nam nói cứ nói chuyện đời thường, cảm như ông bố sai thằng con bảo mày sang mày gặp cái ông chú đó mà nói là bố nói như thế này thế này thế này, nói chú sang gặp bố ngay lập tức. Bố nói con đi mấy lần rồi ông có chịu qua đâu, tao bảo mày cứ đi, cứ là không có cãi à, không có ý kiến với trò vậy đó, mà phải cứ làm. Chú bảo mình cứ xin
Mình xin một lần chưa được, xin thêm lần nữa. Như bài này, hôm nay ai đi lễ ngày hôm nay, cái bài tin mừng ngày hôm nay rất hay. Một người cứ su kể những câu chuyện, có một người kia là tới gõ cửa nhà của bạn mình để xin bánh. Anh ta tối tới mà cứ khuya rồi mà tôi nằm ngủ với con tôi, nhờ tôi dạy cho anh là con tôi nó thức hết, nó đi chỗ khác thôi. Thằng đó nó cứ lì ra, nó cứ lì ra, nó cứ gõ cửa, nó cứ xin bánh hoài. Cuối cùng bảo là cái anh bạn này không cho vì tình bạn, mà bởi vì thằng đó nó lì quá, nó cứ xin, nó cứ gõ hoài. Cuối cùng thì kế tiếp là cũng trong tin mừng Luca, chúng ta đọc ở Matthew được rồi, trong Luca sáng nay đó chúng ta đọc. Thì nó cứ su bảo là như vậy thì các con hãy cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ được, và cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Một khi các bạn xin có 2-3 lần chả thấy Chúa trả lời nữa, thôi chán quá, không nghỉ chơi Chúa, đi gõ cửa ông thầy bói, đi tới cái bà thầy này, ông thầy kia. Có thể là họ nói ngay cho các bạn, nhưng mà đó không phải là, không phải là cái điều liên quan tới tên cứu độ của chúng ta. Rồi, hãy đọc một câu tiêu điểm nhé. Đọc thêm câu 11 nữa, nó đang ở bát theo, đọc thêm câu 11 nữa là: vậy nếu Luca các đoạn song song cái này thì sẽ nói là ngài không ban thánh thần cho những ai xin ngài hay sao, và tin mừng sáng hôm nay đó. Thôi, tôi hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta nói đức tin là yếu tố của sự cầu nguyện. Đọc một đoạn thôi, Matthew đoạn 9:22 này, mở Matthew cho nó gần nghe những tin mừng kia. Các bạn về nhà các bạn mở tí nữa kia nó còn mở với nhau. Matthew đoạn 9:22, Đức Giêsu cả cái câu chuyện như thế nào thì các bạn tâm các bạn có thể đọc là xoáy mạnh cái điều cứu nói, lòng tin của con đã cứu chữa con luôn luôn, bao giờ cũng thế. Hoặc là một chỗ khác, nếu các ngươi có lòng tin bằng hạt cả, có thể bảo núi này chuyển qua núi kia, bảo cha nước này chạy xuống chỗ cha thanh nó chạy liền, nhưng mà lòng tin của tôi cũng chưa được bằng hạt cả nên còn bé lắm. Nhưng mà những cái câu đó nó sẽ đánh động chúng ta để chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho con đức tin, giống như các đồng đồ lại thầy chúng con tin, nhưng mà xin thầy ban thêm đức tin cho chúng con nghe. Thì mình nhớ là đức tin là yếu tố của sự cầu nguyện. Nếu mình cầu nguyện mà mình không tin chắc chắn không bao giờ được, mình phải tin và cứ xin hoài nha. Rồi bây giờ một vài lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu thì chúng ta đọc Matthew đoạn 11:25. Vào lúc ấy, đấy là một câu đó thôi, một lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu với Chúa Cha nói cho chúng ta nhiều điều lắm, để cho chúng ta thấy là những kẻ hèn mọn, những kẻ bé mọn, tôi như các bạn, và đặt mình trước mặt Chúa để nhận mình là những kẻ bé mọn thì chắc chắn sẽ được Chúa mặc khải cho. Nó có nhiều điều cũng phải là chúng ta hiểu biết nhờ cái trí thông minh đó, nhưng mà nhờ cái sự gọi là mở lòng ra đón nhận lời Chúa, nên sống cái tinh thần đơn sơ phó thác. Cái em bé đó, chúng thấy ở nhà đó, em bé nó hỏi mình nói cho nó tin, nó tin như thật vậy. Nhiều khi mình sợ nó có, mà nó cứ tin. Đó, cho nên đó, những kẻ mà những cái khôn ngoan thông thái thì không được biết, nhưng mà Chúa mặc cả những kẻ béo mập. Rồi Gioan đoạn 12:28 này, thì phải bỏ hết Marco, hết Luca và mới tới Gioan 12:28. Lạy Cha, yeah.
lục đà, xin tôn vinh danh cha. Chúng ta phải đặt lại xem chúng ta có thực sự tìm kiếm vinh danh của Thiên Chúa hay không. Nhờ dựa trên lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thì sống cái tâm tình cầu nguyện với Chúa Cha như thế nào. Cả cuộc đời mình có tìm vinh danh, tìm thánh ý Chúa hay không? Hay là mình hoạch định cái chương trình cho riêng bản thân mình, rồi mình xin nó nhưng mà mình bắt Chúa. Cái chuyện mà xin ơn như ý là cái chuyện đó sai thần học vô cùng. Nó chỉ là nói ngắn gọn. Nó xin như ý, thứ lễ cầu nguyện như ý, tức là dường như là mình bắt Chúa phải theo ý mình à? Không, nhưng mà đó là cái ước nguyện của mình. Mình thành thật, mình dâng lên Thiên Chúa và xin Chúa chúc lành, xin Chúa đón nhận. Chứ không phải là ý của tôi, xin Chúa thực hiện theo ý của tôi, không phải. Nha. Rồi, còn nhiều cái nữa chúng ta, những cái đoạn khác liên quan tới ở trong các thư các bạn có thể mở. Rồi bây giờ chúng ta nói B, hồi nãy tôi nói A, tức là cầu nguyện nói chung. Bây giờ cái điểm B tôi mới nói là cầu nguyện theo các hoàn cảnh, những tình huống trong cuộc sống của chúng ta. Nha. Có nhiều tình huống lắm, cầu nguyện theo các hoàn cảnh. Số 1, cái này thì không có giờ để đọc hết đâu, mà đưa nơi lên cho các bạn, để các bạn sẽ từ từ đọc về. Nếu đọc nhiều quá nó không về nhà nữa. Thì tối trước khi đi ngủ, mở mỗi tối đọc học một câu thôi. Chúng ta đọc nhiều, mỗi tối các bạn học một câu thôi. Hết khóa giáo lý này, các bạn thuộc mấy chục câu ở trong thông tin. Mà là toàn là những câu rất là quan trọng, mà nó liên quan đến đời sống cầu nguyện của mình. Số 1, buồn sầu. Khi các bạn buồn sầu thì các bạn mở Gioan 14 câu 27. Buồn sầu hay là bất bình an, trao đảo đó, tức là trong một cái tâm tình đó thì các bạn có Gioan đoạn 14 câu 27. Số 2, khi muốn gặt hái thành công. Gioan đoạn 15 câu 1 tới câu 8. Rồi khi phạm tội. Khi phạm tội, cái này thì ở trong cổ ước mà nó rất thân quen, cho nên tôi cũng nêu ra cho các bạn là Thánh Vịnh 50. Nói tới Thánh Vịnh 50 là các bạn nhớ: Lạy Chúa xin giữ lòng xót thương vì chúng con đây đã tội với Ngài. Đó, Thánh Vịnh đó, hoặc cả Thánh Vịnh ở đây đó. Và khi mình lỡ phạm tội, đọc cái đó sẽ có tâm tình ăn năn thống hối trước mặt Chúa. Rồi, số 3 là khi phạm tội. Rồi bây giờ thêm chúng ta ở trong số 3 coi như là 3 ít gì. Khi lỡ phạm tội điều đăng thứ 6 thì 1 Cô-rinh-tô đoạn 6. Câu thứ nhất đoạn 6 à. Nội dung là thân xác anh em là đền thờ của Thiên Chúa, sẽ nhận làm cho cái thân xác nó ra như thế. Nha, đó, nhưng mà cái ý Thánh Phaolô sẽ phản biện các bạn được. Rồi số 4, khi lo lắng. Khi lo lắng bồn chồn về cái chuyện gì đó thì Matthew đoạn 6 câu 19 tới câu 34. Số 5, khi cay đắng và muốn chỉ trích. Cay cú lắm, đắng lòng, các ngôn từ giờ thấy đắng lòng hay là sặc nấu cào nấu họng thì về đọc cái này nó sẽ giữ lại ngay. Tức là 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 1 tới câu 13, và đó là bài ca đích đến với các bạn. 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 1 tới câu 13. Rồi số 6, để có bí quyết hạnh phúc của Thánh Phaolô, là cái kinh nghiệm của Thánh Phaolô chúng ta học ở đây ngày. Thì Cô-lốt-se đoạn 3 câu 1 tới câu 17. Cô-lốt-se đoạn 3 câu 17. Số 7, để hiểu Kitô giáo, những điều căn bản của Kitô giáo. Để hiểu Kitô giáo, 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 15 tới câu 19. Số 8, khi cảm thấy xuống tinh thần và thất vọng. Roma đoạn 8 câu 31. Số 9, khi muốn có sự bảo đảm của Kitô giáo. Khi muốn có sự bảo đảm. Và ok. Số kỳ thả,
hãy không biết kịp thì nữa mượn bài của bạn mà chép, chứ tôi sợ cháy giáo án này. Nếu mà bình thường cái bài này tôi phải trình bày ít nhất là 2 tiếng hồ cho các bạn nha, tôi chịu khó, ai cứ không kịp có gì thì chỉ cho coi bạn nha. Rồi tôi phải nói với người chắc đọc lại số 8 được chưa, khi cảm thấy xuống tinh thần và thất vọng được chưa. Rồi Roma đọc 8 câu 31. Rồi thứ 9, khi muốn có sự bảo đảm của Kitô giáo. Rồi Roma đọc 8 câu 28 tới câu 30. Số 10, để sống hòa hợp với mọi người xung quanh. Để sống hòa hợp với mọi người xung quanh. Roma đoạn 12, cả các bạn đó. Số 11, khi thiên hạ có vẻ không tốt đối với ta. Gặp nào nó chơi xấu mình đó. Khi thiên hạ có vẻ không tốt đối với ta. Gioan đoạn 15 câu 18 tới 25. Số 12, khi gặp thử thách. Khi gặp thử thách. 1 Cô-rinh-tô đoạn 10 câu 13. Câu này tôi dừng lại để đọc cho các bạn, cho các bạn đừng mở. Thử thách mà anh em chịu không điều gì vượt quá sức anh em, bởi vì cùng với thử thách chính Thiên Chúa sẽ dọn cho lối thoát. Nghe đã không? Thành thử ra mình mà gặp thử thách mình cảm thấy chao đảo, cảm thấy lo lắng, mở câu này ra mà đọc thấy rõ này ơn Chúa, hay là một câu khác của Thánh Phaolô. Phaolô chao đảo chứ bảo ơn ta là đủ cho ngươi, đừng có lo lắng gì hết. Nha, thì cái câu này thử thách mà anh em chịu không điều gì vượt quá sức anh em. Nha, rồi tiếp nào. Số 13, khi lo âu. Khi lo âu, 1 Phêrô đoạn 5 câu 7. Câu này cũng hay lắm. Mọi nỗi lo âu anh em ấy chút cả cho Chúa, bởi vì người quan tâm với anh em. Nghe sướng. Người đang gác gánh nặng cứ bảo là chút cho tao, đẩy liền. Mọi nỗi lo âu anh ấy chút cả cho Chúa. Rồi, số 14, khi phải lao đao vác nặng. Khi phải lao đao các nặng. Mắt-thêu 11 câu 28. Các ai lao đao các nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ bổ sức cho. Số 15, khi đau ốm bệnh tật. Khi đau ốm bệnh tật. Gia-cô-bê đoạn 5 câu 14 tới câu 15. Số 16, khi biết ai sa ngã phạm tội. Bạn thân của mình nó lỡ sa ngã, mình tới mình nói với nó cái gì đây? Đặt nó câu lời Chúa này. Gia-cô-bê đoạn 5 câu 19 tới câu 20. Số 17, hãy làm mọi sự vì danh Chúa. Cô-lô-sê đoạn 3 câu 17. Dù anh em ăn, dù anh em nói, dù anh em làm bất cứ điều gì, hãy làm vì danh Chúa Giê-xu, nhờ Ngài và cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đã. Số 18, hãy sống đạo. Cô-lô-sê đoạn 2 câu 5 tới câu 9. Cô-lô-sê đoạn 2 câu 5 tới câu 9. Số 19, hãy ca ngợi Chúa bằng thánh vị. Lời ca, hãy ca tụng Chúa. Cầu nguyện không phải là chỉ xin thôi, ha, mà phải ca tụng cảm tạ lời khen Chúa. Còn kể ra Cô-lô-sê và 3 câu 16. Và 20, mẹ Maria luôn ở với ta. Mẹ Maria luôn ở với ta như đã ở với hội thánh tiên khởi. Đố các bạn, cái này tôi đố các bạn nó nằm ở đâu nào? Mời mở đi coi, trong công vụ đấy. Chúng ta có một câu trả lời. Công vụ đoạn 1,
câu 13 tới câu 14 là mẹ Maria ở với các tông đồ, ok. Vậy thì có mẹ luôn ở với chúng ta còn nhiều lắm nha. Khi nào các bạn gặp những cái hoàn cảnh mà nó khác với cái điều mà tôi nêu lên đó, chị khó chạy tới hỏi cô. Thế bây giờ kể ra thì không hết nha. Bởi vì bất cứ đoạn thánh kinh nào chúng ta đọc, chúng ta vẫn có thể tìm ra, chúng ta đối diện với Chúa và chúng ta sẽ thấy Chúa nói với chúng ta. Cho nên tôi đừng có chơi cái trò mà tôi không thích, theo cái kiểu là bây giờ mình gặp một cái hoàn cảnh nào đó, cái bắt đầu cũng lật lại một cuốn một trang thánh kinh, sau này bảo coi đó như thể là một cái sâm, như là xin sâm đó. Không, đừng có chơi cái trò đó. Mình phải học hỏi lời Chúa để mình thấy được cái câu nào Chúa muốn nói với mình trong hoàn cảnh nào. Và để kết thúc thì tôi xin đọc cho các bạn nghe một cái bài thơ mà nó liên quan tới cầu nguyện, mà theo cái ngôn ngữ A Cầm của các bạn bây giờ nha. Rồi tôi sẽ để lại cái bài thơ này để cho cha Thanh cho các bạn photo ra, mỗi người tặng mỗi người Phật tử một bài nha. Đó là: chẳng lẽ không thể nói lời cảm ơn với Ngài Giêsu ư? Giêsu với Ngài là đường dây nóng 24 giờ trong suốt cả một ngày. Gọi cho Ngài không phải trả tiền ngay, không sợ đi băng, không bị nhầm số, có nối dây máy không bật bao giờ, không phải chờ, không bao giờ cắt máy hay nhém mặt. Cuộc gọi nào cũng luôn là nội thật, tức là giá rất rẻ. Dù là đêm hay ngày, khi bạn gọi ngay connect nối liền, mãi mãi là câu chuyện giữa bạn và Ngài, mà phụ trộn chẳng phải trả thêm. Nối dây cho Ngài là chuyện rất riêng, cùng một giá không bao giờ thay đổi, mà tất cả chỉ là lời mời gọi: hãy gọi cho Ngài. Ngài chỉ có một múi giờ ở khắp nơi trên mọi miền thế giới, bạn chỉ cần với tay ra là bấm số, mà không phải khổ thân trả tiền thêm. Đức Giêsu yêu mến bạn, Ngài chẳng màng điều chi và điều yêu mến. Đó cũng là lời kết thúc cái bài trình bày với các bạn hôm nay. Ngài Chúa Giêsu luôn luôn yêu mến tất cả các bạn. Tôi đang chờ các bạn một cái tí thư, đó là tất cả những lời thánh kinh là những cái thơ tình yêu, những gửi thư tình, những bức thư tình cứ gửi cho các bạn đó. Mỗi ngày các bạn khám phá một chút để rồi mình được chắc đưa vào trong cái tương quan tình thân, hiểu Chúa và biết rằng Chúa yêu mình, để rồi mình đáp trả lại cái tình yêu của Chúa. Cảm ơn các bạn.